Xin chào 500 anh em, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với kênh Chuyện Tổng Hợp. Đầu tiên xin chúc mừng anh em có một ngày lễ Noel thật ấm áp, vui vẻ và đầy ý nghĩa bên người thân cũng như người yêu. Ai chưa có người yêu có thể thuê người yêu theo giờ với giá dao động từ 300.000 tới 3.000 đô la Mỹ nha. Lạc quan lên anh em, tuy nhiên nếu tối có đi chơi thì nhớ đặt kèo hết phòng nha. Đây cũng là lời nhắn mình muốn gửi tới Roduxy cùng đồng bọn, bởi nếu không nhanh tay mua ngay một ngôi mộ thì rất có thể hắn sẽ hết không còn chỗ chôn. Bởi Kizaru mang rất nhiều hải quân tới cho băng mũ rơm và về cặp băng chém giết, chưa kể lũ Cyberpol mà Roduxy dẫn theo, dự là phe này nghĩa trang liệt sĩ của chính quyền thế giới sẽ bị quá tải. Chúng ta đều rất mong chờ tới năm mới để được theo dõi cuộc chiến này, bởi Luffy và các đồng đội đều đã trở nên quá mạnh, cần một đối thủ tầm cỡ như thế này để họ thể hiện hết khả năng sau arc Wano. Tất nhiên cũng không thể bỏ qua màn so tài giữa người ấy và kẻ đó, hai cái tên mà mình sẽ có một video nhận định riêng sau đây ít hôm. Điều đáng tiếc duy nhất có lẽ là break, do cuối năm bên Nhật nhiều dịp lễ cho nên One Piece cứ ra một chương lại nghỉ một tuần. Sắp tới sau Noel sẽ còn ngày Tết dương lịch, khi mà Tết Nguyên đán của chúng ta cũng đã cận kề. Mong anh em uống có chừng có mực, vững tay lái, cố cày cho đủ KPI để đón Tết thật vui vẻ. Ngoài ra, mình nghĩ món quà Noel và năm mới mà Oda dành tặng cho fan sẽ là spoiler cho tờ 1071, vì các năm gần đây vẫn luôn break chuyện đúng tầm này. Nhưng mà thả Oda gửi từ sớm chỉ chờ Shonen Jump đăng lên. Phía tạp chí vẫn thường để lọt bản scan nên khả năng thứ 3 hoặc thứ 4 tuần tới là sẽ có spoil. Vì vậy hôm nay Chuyện Tổng Hợp sẽ cùng anh em dự đoán một chút về những diễn biến tiếp theo có thể xảy ra tại hòn đảo khoa học SS. Mình nghĩ chapter 1071 sẽ bắt đầu từ vị trí của Kizaru. Hạm đội của ông ta hiện ra rõ ràng hơn và có lẽ thực sự Kizaru đã dùng quyền hạn của đô đốc hải quân để huy động Perstoco. Cho anh em nào quên, Perstoco là lệnh triệu tập đặc biệt hạm đội gồm 5 phó đô đốc mạnh nhất tổng bộ. Mỗi vị phó đô đốc chỉ huy tới 10 tàu chiến, như vậy hạm đội của Kizaru sẽ có ít nhất là 50 tàu. Đây là chưa kể khỉ vàng đã cho điều động mọi chiến hạm có thể trong phạm vi xung quanh tiến về Egghead, chơi kiểu tao yếu nhưng anh em tao đông. Nói thì nhiều người lại khinh thường vì cho rằng đám lính hải quân thì đánh được ai. Có một sự thật là dâu trắng bị dâu đen giết, vết thương chí mạng do Akainu gây ra, nhưng trước đó cấu máu lại do bọn lính này làm. Nếu không dính hàng trăm phát đạn, hàng trăm vết đâm chém, chắc gì Akainu đục lỗ được bố ra đây. Kể cả Akainu và Zoden không ra tay, có khi sau trận dâu trắng vẫn hẹo. Đấy là sự thật. Một con kiến đốt thì không đau, nhưng bị 1.000 con kiến đốt cùng lúc nó lại khác. Hải quân chính là như vậy. Anh em thường thắc mắc sao không dùng Haki Báo Vương dọn bớt rác. Đúng thế, nếu Luffy, Kid, Yamato, Kaido, Big Mom đồng loạt thi triển bá khí, chắc trên đảo Oni chỉ còn vài chục bóng đánh nhau. Oda chưa bao giờ tạo ra trận chiến vô vị như vậy, nên Luffy và Zoro sẽ không dùng Haki Báo Vương quét rác, mà nó chỉ được sử dụng khi chiến đấu với boss của địch mà thôi. Nghĩ cảnh hàng chục nghìn lính đổ bộ lên Egghead đã thấy phiền phức rồi. Đây cũng không phải Wano, Lu chỉ có với các băng là đồng minh nhưng lực lượng lại hơi mỏng, xử lý hết bọn hải quân rồi thoát đi cũng là vấn đề nan dài. Nhưng biết đâu hạm đội của Kizaru lại gặp biến cố giữa đường thì sao? Đang băng băng tiến về Egghead, bỗng dưng các tàu chiến phía sau vang lên tiếng kêu thất thanh cầu cứu. Quay lại thì hóa ra vài chiếc chiến hạm đã bị xẻ làm đôi, thủ phạm không ai khác ngoài kiếm sĩ mạnh nhất thế giới Thrakil Mihawk. Trên tàu còn có Sir Crocodile và tất nhiên Tử Hoàng Berkey đang đứng ngay mũi thuyền ra lệnh rất hùng hồn rằng giết chúng cho chúng biết cái giá phải trả khi dám trở mặt với bọn ta. Theo sau tàu của Berkey là vài chiếc khác chở theo đám lâu la đang gieo hò cổ vũ, Kizaru nhận được cấp báo rằng Crosskill đang móc lốp phía sau quân ta. Crosskill, tổ chức mới của tên Berkey đó ư, sao chúng lại có mặt ở đây, lẽ nào chúng biết được hành động của ta? Kizaru lập tức ra lệnh cho hạm đội phía sau bình tĩnh giữ đội hình, đồng thời quay lại bắn trả. Hai bên cánh được lệnh vòng ra sau bao vây Berkey lại. Nhưng đúng lúc này các phó đô đốc Momonga và Doberman báo lại họ cũng đang bị đánh thọc sườn. Ngay cả ông trùm thế giới ngầm cũng có mặt ở đây và bọn chúng đang nã pháo về phía hải quân. Bọn chúng đều là tay to mặt lớn của thế giới ngầm, tai mắt của chúng ở khắp nơi nên có thể chúng đã phát hiện ra di chuyển của bọn ta. Bình tĩnh, lập tức bắn trả. Tuân lệnh. Bên kia chiến tuyến, Crocodile đang cười đắc chí, hóa ra chính hắn bày mưu cho các ông trùm kia đánh vào hai bên sườn của hải quân. Đừng tưởng chỉ tụi mày mới biết dùng chiến thuật bao vây, tao đã ra giá không nhỏ cho cái đầu của bọn mày để dụ chúng tới đây, đừng mong chạy thoát. Kizaru đang tính đi với Egghead, bất ngờ bị bao vây ngược, Crosskill học theo dâu đen phục kích giữa đường đẩy hải quân vào thế khó. Ở Marineford, Akainu nhận được tin cấp báo thì nổi giận đung đung, đập bàn đập ghế vì cương vị thủy sư đô đốc không cho phép hắn tùy tiện rời tổng bộ. Lúc này Kizaru muốn tiến không được, lùi cũng không xong, ai bảo cái đầu ông ta giá quá cao. Thật phiền phức, xem ra phải cắt đuôi bọn chúng trước rồi. Nhờ có lực lượng áp đảo cùng vũ khí hiện đại hơn hẳn, hải quân đã dần dần kiểm soát được tình hình. Xét về đại bác hay số lượng tàu chiến thì bên thế giới ngầm đều thua xa.
Bostoko sau khi được triển khai đã nã cơn mưa đạn về phía tàu địch khiến chúng bắt đầu phải né. Bên này Skrotskill cũng chịu thiệt hại khá khá. Crocodile phải dùng năng lực tạo ra lốc xoáy để bảo vệ tàu chính lẫn các tàu xung quanh. Bỗng nhiên có rất nhiều tia sáng xuyên qua gân lốc của hắn và chút xuống đầu tổ chức này. Dashbone dùng năng lực Super Supernomy và AK vũ trang nhảy ra chặn cho Crocodile. Khi lốc xoáy dừng lại, ta thấy Kizaru đang ở trên không trung thủ thế chuẩn bị bắn một trận nữa. Nhưng rất nhanh, một luồng kiếm khí cắt ông ta ra làm đôi. Tuy nhiên Kizaru phân tách cơ thể còn nhanh hơn nên vẫn bình an vô sự. Có điều khỉ vàng không dám manh động nữa, lão hóa thành tia sáng rồi tốc biến trở về tàu. Mihawk à, phiền phức thật sự rồi đây. Cứ cái đà này, rõ ràng Kizaru sẽ không thể tới được Egghead và băng bộ rơm lại được hưởng lợi rồi. Nhưng đây là mình tưởng tượng ra thế, viết kịch bản online thôi, chứ Oda có làm thật hay không thì còn chưa biết nha. Nhờ anh em có muốn cross skill lên sàn hay không ạ? Comment cho mình biết nhé. Có vài điều ta cần phân tích thêm về ý đồ của Kizaru. Ở cuối chương 1070, ông ta nói băng mộ rơm sẽ dễ dàng mang về cặp băng rơi đảo, nhưng mọi thứ sẽ không diễn ra như chúng nghĩ đâu. Câu nói này dẫn đến một dự đoán rằng thay vì tấn công vào hòn đảo thì Kizaru sẽ phục kích băng mộ rơm ngoài biển. Hành động này cũng khá hợp lý bởi ba lý do. Lý do đầu tiên là sức công phá quá lớn của Bustoko, nơi cứ bao vây rồi não pháo bừa bãi vào Egghead cũng sẽ vô tình phá hủy các công trình nghiên cứu ở đây. Mà Ngô Lão Tinh có dặn dò Roroxy phải giữ nguyên hiện trạng phòng thí nghiệm, mình đoán Kizaru cũng không dám trái lệnh. Thứ hai, việc truy bắt trên đảo đã có Luxy và các Seraphim lo liệu, giờ kéo quân lên sẽ khiến chiến trường thêm hỗn loạn. CP0 và Hải quân là hai tổ chức riêng biệt, để tránh dẫm chân nhau thì Kizaru sẽ cho Roroxy thực hiện công việc của hắn trước. Khi mục tiêu sổng mất thì Kizaru chuẩn bị chặn đầu là quá hợp lý. Thứ ba, băng mộ rơm trước nay không mạnh về hải chiến. Ngoài Jinbe, chắc các thành viên còn lại đánh nhau dưới biển không bằng băng hớt. Họ cũng có phân nửa thành viên ăn trái quỷ. Và quan trọng nhất là băng mộ rơm có đúng một tàu chiến. Trường hợp Kizaru không bị Crosskill phục kích và đón lõng thành công theo dồn Sunny ngoài biển, băng mộ rơm sẽ vô cùng nguy hiểm. Hạm đội Bustoko với khoảng 50 tàu nã pháo đồng loạt, chưa kể các chiến hạm khác được Kizaru huy động tới hỗ trợ, e là Tứ Hoàng cũng phải khôn đố nếu rơi vào vòng vây này. Băng Cỏ Lo tất nhiên yếu hơn băng Dâu Đen, nhưng anh biết chỉ cần làm đắm tàu của hắn và cho chúng rơi xuống biển là thắng. Kizaru hoàn toàn có thể làm điều tương tự, miễn là cứ giữ cự ly hợp lý rồi bắn đại bác, hải quân hoàn toàn có thể gây khó dễ cho băng mộ rơm. Trong trường hợp Kizaru cố đổ bộ lên đảo, ông ta sẽ phải đối mặt với dàn quái vật biển và khả năng cao là đụng độ Zoro. Như mình đã dự đoán thì anh em sẽ chặn mọi tên hải quân có ý định vượt qua bến cảng. Anh em có thể xem lại video đó. Trở lại với diễn biến tại Laugh-Face trên mây, sang chương tiếp theo chắc chắn Luffy sẽ hội ngộ với mọi người. Trước đó Roroxy đã ra lệnh cho Seraphim chia nhau ra phong tỏa mọi lối rời khỏi đảo. Đoán được việc băng mũ rơm phải quay lại tàu, CP0 chắc chắn sẽ phục sẵn tại bến cảng tàu. Zoro và Brook đang canh gác Thousand Sunny, cả hai sẽ song kiếm hợp bích phòng thủ chờ nhóm Luffy tới, hoặc Kaku sẽ là người tới đây và chiến đấu với Brook trong khi Zoro chặn Kizaru. Trường hợp mà Kizaru quyết định đón lõng ngoài khơi, khả năng cao Oda sẽ bố trí S-Hawk đi cùng Kaku và ta sẽ có kèo Brook với Lư Kaku. Còn Zoro solo với bản sao của sư phụ. Trong lúc đó, để việc các bạn có thể rời đi an toàn thì các phản sao của ông sẽ ở lại để giữ chân CP0. Đây là lý do Roroxy không mang theo Seraphim mà sai bọn chúng chặn lối ra, bởi để về cặp băng cập Seraphim hắn sẽ mất ngay quyền chỉ huy. Xem ra vẫn phải hy sinh các clone để bản thể thoát thân, hoặc Shaka sẽ cho khởi động nốt các Seraphim còn lại. Có thể Ngũ Lão Tinh còn lệnh cho Roroxy tịch thu nốt 3 Seraphim kia. Tuy Seraphim rất mạnh nhưng chúng chỉ làm theo mệnh lệnh nên Sentomaru mới bị hạ. Tại hắn bảo chúng tấn công Severpole nhưng bỏ quên Roroxy. Hắn cũng chỉ cần xử được Shaka và các bản sao là sẽ lại có thêm Seraphim thôi. Cuối cùng là bản gốc Kuma đã dịch chuyển bản thân nhưng hiện chưa rõ xuất hiện ở đâu. Rất có thể trong 1-2 chấp nữa, ông ấy sẽ xuất hiện tại Egghead và dịch chuyển cả băng bộ rơm đến bến tàu, thoát khỏi sự truy đuổi của CP0. Nhưng dù thế nào đi nữa thì một trận chiến là điều mà họ không thể tránh khỏi vì vẫn còn đó Kizaru, trừ khi thuyết âm mưu Crosskill úp sọt hải quân trở thành sự thật. Đó là toàn bộ dự đoán của mình, có thể không đúng hoàn toàn nhưng mong rằng vẫn ăn may được vài chi tiết. Cảm ơn anh em đã xem hết video này. Nếu thấy hay thì đừng quên ấn like, subscribe để ủng hộ cho chuyện tổng hợp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.